Tuấn Ngọc thì luôn luôn nói ít. Thưa quý vị, hôm nay trong chương trình 30 năm viễn xứ, tôi mới sực nhớ lại là các cụ nói là nhân sinh như bạch câu quá khích, đời người lướt nhanh như con ngựa lướt nhanh qua cả cửa sổ. Thì quả nhiên thời gian nó đi nhanh quá. Lúc mà mất miền Nam thì tôi đúng 30, hôm nay đã thành một cụ già 60. Nhưng mà cái người ngoại quốc ấy, nó có cái đặc biệt là nó không nhận ra cái tuổi của người Á Đông chúng mình. Thì tôi nhớ là cách đây khoảng 1-2 tháng thì trời lạnh lắm ở bên Canada, tôi không có đi xe hơi mà tôi đi xe bus. Thì tôi lên xe bus thì tôi lấy cái ghế ở gần cửa tôi ngồi. Thì đang ngồi thì có một ông Canada, ông lụ khủ, ông bước lên. Ông đến trước mặt tôi, ông bảo: "Young man, can you stand up and let me sit down?" Thì tôi cũng lịch sự, tôi thấy là ông này ông ấy hỏi mình thì tôi cũng đứng dậy tôi nhường chỗ cho ông. Nhưng mà tôi nhìn ông ấy thì tôi tò mò, tôi hỏi: "Thế ông bao nhiêu tuổi?" Ông bảo: "Tao 57 Tôi mới tức quá, tôi bảo: "Đứng lên, tao 60 này." Nhưng mà tôi lại có một ông bạn ở Houston, Texas. Ông ấy thì viết văn cùng với tôi, thành thử ra cứ quen nhau là gặp nhau qua điện thoại hoặc là qua các tác phẩm đọc của nhau thôi. Chứ ông ấy không biết tôi thật tuổi thật bao nhiêu. Thì hôm một cuộc rồi cuốn Paris by Night 75 thì cô Kỳ Duyên với tôi nói là tôi 60. Thì ông hốt hoảng ông phone cho tôi. Ông bảo: "Anh ạ, anh 60 tuổi thật à?" "Vâng, tôi 60. Ông bảo: "Thế mà tôi cứ tưởng anh cùng tuổi tôi." Tôi hỏi: "Anh bao nhiêu?" Ông bảo: "Tôi 72 Thì bây giờ tôi cũng không biết là tôi già hay trẻ nữa, thưa quý vị. Nhưng mà cái chuyện này nói về khán giả thì tôi nhớ là chuyến vừa rồi tôi đi trình diễn ở bên Úc, có cơ kỳ duyên. Thì nhưng mà tôi đi với nhà tôi thì sang đến nơi xong buổi trình diễn ở Brisbane. Thì có một cặp vợ chồng kia ái mộ tôi cho nên là cứ non nỉ mãi cái người bầu xô phải mời cho tôi đi ăn một bữa cơm. Thì tôi nghĩ là thôi, người ta có cái lòng yêu quý nghệ sĩ mà người ta mời mình tha thiết như vậy thì mình cũng phải đi dự một bữa. Thì tối hôm đó thì họ đưa chúng tôi lên một cái tháp cao lắm, cao nhất của thành phố, ngồi ăn. Chỉ có 5 người ngồi quanh cái bàn tròn thôi. Ăn uống xong thì tôi cũng bắt tay tôi cảm ơn. Thì ông bà có cái lòng quý mến ái mộ tôi thì tôi rất là cảm ơn. Thì ông bảo: "Không, tôi đâu có ái mộ ông, tại vì tôi muốn ngồi thật gần để nhìn xem tóc ông giả hay thật." Nhưng mà anh, nếu mà ông hỏi như vậy là chắc ông quên. Tại vì có một lần em đã nói trong chương trình Thúy Nga là: "Thưa quý vị, tóc anh Ngạn là hoàn toàn thật, chỉ có răng mới là giả thôi." Mà ông không nghe thì sao ông cứ hỏi. Ông muốn biết thật giả, ông mời anh gặp mấy quả bắp là biết liền. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Người Tình Trăm Năm của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Một ngày nào đó anh xa em, một ngày nào đó em nhớ có một lần mình nói ta yêu nhau, có vầng trăng làm chứng, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn ái ân với em, anh mãi là người tình trăm năm. Và nếu như có một ngày nào đó anh quên em, một ngày nào đó nhìn ân tình nhạt nhòa phai dấu. Nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những kỷ niệm quá tay. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trăm năm.
đã trọn vẹn hiến dâng. Với em anh mãi là người tình trăm năm. Em cứ nhớ là hồi xưa cái mỗi lần bài này mà chơi đó thì người ta nói là có người tình trăm năm rồi cũng có người tình 500 nữa. Thế anh thuộc loại người tình nào? Người tình cho không chắc. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được một lá thư của một khán thính giả ở Úc có gửi đến và nhờ Trung tâm Thúy Nga chuyển tới đến quý vị một lời tri ân với một người đã giúp gia đình của anh tìm lại định cư ở bên Úc. Kỳ Duyên xin đọc. Từ tháng 7 năm 1988 trong các trại cấm của Hồng Kông, những gia đình chúng tôi có được ngày hôm nay trên đất tự do của Australia cũng do một vị ân nhân cứu giúp, đó là bà luật sư Pam Baker có văn phòng tại Hồng Kông. Bà đã cứu giúp biết bao nhiêu gia đình khốn khổ được hưởng quy chế người tị nạn. Bất cứ ai ở các trại cấm của Hồng Kông cũng đều biết tới bà và thường gọi bà bằng cái tên thân mật bà mẹ Việt Nam. Công lao của bà Pam Baker thật không giấy bút nào ghi hết được đối với người Việt và Hoa trong các trại tị nạn ở Hồng Kông và Phi Luật Tân.